xe cà phê mang đi thì cần trang bị những cái gì? Thì đầu tiên là các anh chị cần trang bị cho mình một cái xe quầy cà phê như thế này đây. Phải có được một cái xe nó chắc chắn, chất liệu cứng cáp. Rồi, tiếp theo là về những cái trang thiết bị thì các anh chị cần phải trang bị cho mình những cái máy móc nó hiện đại nè, rồi độ bền cao, công suất mạnh ha. Rồi tiếp đến là những cái nguyên vật liệu thì các anh chị cần phải chuẩn bị những cái nguyên liệu như là siro, mứt, đường, sữa, cà phê ha, để tạo ra được một cái menu nó đa dạng. Rồi tiếp theo là về đồ dùng phục vụ như là ly mang đi hay là những cái ống hút hoặc là những cái túi mang đi đó, để phục vụ cho khách hàng. Rồi và cuối cùng là về bàn ghế và trang trí cái xe. Thì bàn ghế các anh chị hãy chọn những cái loại nào mà nó thoải mái cho khách hàng, và cái xe quầy của các anh chị phải trang trí một cách nó nổi bật, đẹp mắt thì mới thu hút được nhiều khách hàng nha các anh chị. Rồi và các anh chị, nếu mà các anh chị chưa trang bị được những cái điều trên thì các anh chị có thể tham khảo qua cái mô hình xe cà phê mang đi của Leon Coffee đây. Đầy đủ các thiết bị, máy móc từ máy pha tới máy xay, xe quầy và đi kèm đó là 60 món dụng cụ pha chế, dù lật tâm, rồi kệ menu, nói chung là đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần đầu tư vào và buôn bán thôi, không cần phải đi mua thêm bất cứ một cái trang thiết bị nguyên liệu nào khác. Rồi và các anh chị hãy, nếu mà các anh chị muốn tìm hiểu thêm về cái mô hình này thì các anh chị hãy liên hệ ngay tới Leon Coffee nhé.